Dạ vâng, để tiếp tục chương trình, Mỹ Quý xin trân trọng giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ dưỡng sinh Bắc Linh, vũ điệu đoàn kết, tác giả Tòng Thị Phóng. Dạ vâng, chúng ta sẽ được thưởng thức đúng là sắc Việt giữa trời Âu. Và xin mời quý vị cùng hướng về sân khấu với câu lạc bộ dưỡng sinh Bắc Linh. Thank you.
Vâng, thật là tuyệt vời với một tiết mục có thể nói mang đậm đậm đà bản sắc dân tộc thiểu số anh em. Đây cũng chính là một tiết mục có thể nói rằng là xuất sắc mà câu lạc bộ Dưỡng Sinh đến từ thủ đô Berlin vừa gửi đến toàn thể quý vị. Ít ai biết rằng có những người đã ở lứa tuổi thất thập cổ lai hy rồi, thế nhưng nhìn những bước nhảy, bước nhún có thể như những nghệ sĩ thực thụ. Và phía sau của chúng ta sẽ còn rất nhiều những tiết mục hấp dẫn đang chờ đợi nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn các quý cô, quý bác, các anh, các chị ở câu lạc bộ Dưỡng Sinh thủ đô Berlin với tiết mục vũ điệu đoàn kết